Ngoại trưởng Nga nói rằng phiến quân ở Syria đã được huấn luyện ở Afghanistan để sử dụng vũ khí hóa học, tin từ mặt tư khoa. Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov hôm nay đã đổ lỗi cho phe thứ ba mà ông không nêu tên đã huấn luyện cho phiến quân Syria sử dụng những hóa chất độc hại để chống lại lực lượng của chính phủ Syria. Nói chuyện tại một cuộc họp báo sau khi hội đàm với Ngoại trưởng Kuwait Sheikh Sabah, ông Lavrov cho biết cách đây không lâu đã có báo cáo nói rằng những quốc gia thứ ba đã sử dụng trái phép vùng lãnh thổ của Afghanistan mà Kabul không kiểm soát được để huấn luyện quân nổi dậy chống lại chế độ Syria, bao gồm cả kỹ năng sử dụng các chất hóa học độc hại. Ông Lavrov cũng đã nhắc lại lập trường của Nga rằng sự hủy diệt vũ khí hóa học ở Syria sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức hội nghị quốc tế về Syria. Ngoại trưởng Nga cũng đã kêu gọi đưa ra những biện pháp kỷ luật đối với các phe chống lại việc tổ chức hội nghị hòa bình Geneva II cho Syria. Ông cũng nhấn mạnh rằng sự tham gia của Iran trong hội nghị này là rất quan trọng do Iran có sự ảnh hưởng quan trọng ở Syria. Iran đã bác bỏ mọi điều kiện tiên quyết để tham gia vào một hội nghị hòa bình cho Syria đã bị trì hoãn từ lâu, sau khi Hoa Kỳ đề nghị là Tehran nên kêu gọi thiết lập một chính phủ chuyển tiếp ở Damascus. Hoa Kỳ cáo buộc Iran đã ủng hộ cho chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến đã kéo dài hơn 2 năm, đã giết chết hơn 100.000 người và lảng tránh tất cả những nỗ lực để đưa đến một giải pháp hòa bình.